Từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 15 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ nhất, bao gồm 11 biển số đẹp của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, giá trúng đấu giá cao nhất là hơn 32,3 tỷ đồng, giá trúng đấu giá thấp nhất 650 triệu đồng. Tổng số tiền trúng đấu giá của 11 biển số trên là hơn 82,3 tỷ đồng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Ngay sau khi nhận được đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và công khai minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân.